Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 64.621 tỷ đồng, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng, hành vi tham ô tài sản. Đứng ở bục xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận nội dung cáo trạng, không thừa nhận 9 thủ đoạn, phương thức phạm tội mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao liệt kê. Riêng về hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thể hiện có hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước thuộc hệ sinh thái nằm dưới quyền kiểm soát của Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, trước tòa, bị cáo Lan nói Vạn Thịnh Phát chỉ có 4-5 công ty con, Bị cáo cũng phủ nhận việc nắm giữ đến 91,5% cổ phần SCB, đồng thời quả quyết bản thân không điều hành, chi phối mà chỉ quản lý tài sản tại SCB. Trái với lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, lời khai của các cựu lãnh đạo SCB gồm Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB lại thể hiện rõ quyền lực thao túng của bị cáo Lan đối với ngân hàng này. Về sổ sách, mặc dù bà Lan chỉ đứng 4,9%, nhưng thực chất bà Lan nắm phần lớn cổ phần SCB. Các cựu lãnh đạo SCB cũng khai nhận các hồ sơ mà các bị cáo ký đều theo chỉ đạo của bà Lan là do tin tưởng bà Lan ở tài năng kinh doanh có khả năng giúp SCB. Bà Lan thường triệu tập cuộc họp với lãnh đạo SCB. Tại các cuộc họp này, bà Lan chỉ đạo giải ngân cho vay. Việc bổ nhiệm các lãnh đạo SCB phần lớn cũng theo ý kiến của bà Lan. Cũng theo các cựu lãnh đạo SCB, khi cần tiền bà Lan sẽ tổ chức họp, chỉ đạo lập hồ sơ giải ngân và thực hiện các công việc liên quan. Năm 2021, bà Lan mua lại công ty Lavifood giao cho cháu gái là Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát quản lý. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn để làm rõ về quyền chi phối của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB. Bị cáo văn kể, vào tháng 7 năm 2013, được bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, tuyển dụng vào làm việc với chức vụ phó tổng giám đốc SCB. Sau đó, bị cáo được sắp xếp gặp bị cáo Lan. Được bị cáo Lan thuyết phục giữ chức tổng giám đốc bằng lời lẽ như không chịu làm để người khác ngồi lên đầu lên cổ à. Bị cáo văn cho rằng có ý kiến của bị cáo Lan, bản thân mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc SCB. Cũng đứng trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung nói ban đầu rất thần tượng bị cáo Trương Mỹ Lan về tài kinh doanh nên hứa trung thành tuyệt đối. Nhưng sau khi nghe lời khai của bị cáo Lan tại tòa, bị cáo thấy mình đặt niềm tin sai chỗ. Bị cáo Dung bày tỏ, bị cáo và nhiều anh em ở SCB từng động viên nhau cố gắng giúp chị Lan vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng sau phần khai của chị Lan, bị cáo thấy thất vọng. Phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB khai, biết được Trương Mỹ Lan là chủ thực sự của ngân hàng là căn cứ vào thời điểm tháng 9 năm 2019, khi vào làm việc tại ngân hàng, được bị cáo Lan dẫn vào các cuộc họp với các lãnh đạo SCB. Trong cuộc họp chị Lan có những chỉ đạo liên quan đến tín dụng và giải ngân. Cạnh đó trên thực tế Trương Mỹ Lan là người quyết định cho bị cáo được bổ nhiệm phó tổng giám đốc rồi quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Khi đó Trương Mỹ Lan nói bị cáo gặp Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB để được sắp xếp vị trí. Ngoài bị cáo thì còn có Trần Thị Mỹ Dung cũng được Trương Mỹ Lan sắp xếp bổ nhiệm Hoàng Khai. Về việc rút tiền ra khỏi SCB, Hoàng Khai trước khi Trương Mỹ Lan cần tiền thì sẽ họp với lãnh đạo SCB và chỉ đạo bị cáo là đầu mối để lập hồ sơ tài sản đảm bảo và số tiền cần giải ngân. Trong số những lần cần rút tiền thì một phần sẽ tổ chức các cuộc họp, một phần Trương Mỹ Lan gọi điện riêng cho bị cáo để chỉ đạo. Ngoài ra, trong một số cuộc họp của ngân hàng SCB còn có sự có mặt của Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Vạn Thịnh Phát tham gia. Khai về cách thức Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài, Trương Khánh Hoàng cho biết bản thân là quyền tổng giám đốc nên bị cáo đã phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán mua cổ phần của các công ty nước ngoài và chuyển tiền đặt cọc để mua tài sản ở nước ngoài cho Trương Mỹ Lan sau đó là làm thủ tục hủy cọc, từ đó số tiền gối đầu qua các lần chuyển ra nước ngoài là rất lớn. Cạnh đó, bị cáo còn phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền để thanh toán các khoản tiền trong thẻ tín dụng khi Trương Mỹ Lan đi nước ngoài. Người được Viện Kiểm sát thẩm vấn tiếp theo là bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB. Ông Dũng khai, Trương Mỹ Lan là người quyết định nhân sự cấp cao của ngân hàng SCB. Trên sổ sách thì Trương Mỹ Lan chiếm khoảng 4,9% cổ phần, nhưng bản thân bị cáo Dũng phỏng đoán bà Lan nắm số lượng lớn cổ phần nhưng không biết là bao nhiêu. Tiếp đến, Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, ai là người quyết định hoạt động của SCB, trong đó có việc quyết định nhân sự của SCB văn khai trước khi vào làm việc cho scb thì không biết trương mỹ lan là ai sau đó được nguyễn thị thu sương trực tiếp phỏng vấn sương cùng với đinh văn thành giới thiệu bị cáo đến gặp trương mỹ lan và được giới thiệu lan là cổ đông lớn của ngân hàng sau khi trình bày bị cáo văn chốt lại bản thân được làm tổng giám đốc là có ý kiến của trương mỹ lan Tính đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỷ đồng, trong đó 483.900 tỷ đồng nợ gốc và 193.300 đồng tiền lãi. Dư nợ gốc chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay, còn dư nợ tại SCB. Hiện các khoản nợ này không có khả năng thu hồi. Đáng chú ý, số tiền 1 tỷ 066.600 tỷ đồng là tiền tính theo phương pháp lũy kế, cộng dồn nên cơ quan chức năng chỉ truy vết về dòng tiền của 1.284 khoản vay. Các khoản này còn dư nợ gốc là 483.900 tỷ đồng, nhưng thực tế là khi giải ngân là 525.400 tỷ. Trong 525.400 tỷ đồng được giải ngân của 1.284 khoản vay, Bà Lan đã chuyển ra ngoài hệ thống SCB 57.000 tỷ đồng, rút tiền mặt 81.800 tỷ đồng, trả nợ khoản vay cũ tại SCB 57.000 tỷ đồng, chuyển khoản nội bộ trong SCB 5.200 tỷ. Như vậy, tiền chuyển ra khỏi hệ thống SCB và rút tiền mặt của Bà Lan chiếm 88% tổng tiền giải ngân. Với số tiền trên, bà Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ các khoản tiền mua bất động sản, mua cổ phần dự án và sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân khác. Phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phủ nhận toàn bộ cáo trạng truy tố và lời khai của các đồng phạm trước đó. Về cáo buộc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB, bà Trương Mỹ Lan khẳng định mình không chiếm đoạt số tiền này. Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về lời khai của Bùi Văn Dũng lái xe của bà Lan đã vận chuyển số tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 193 203 Trần Hưng Đạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hoặc về hầm B1 tòa nhà Sherwood 127 Pasteur quận 3 thành phố Hồ Chí Minh hoặc giao đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Số tiền trên bà Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản, mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác. Về lời khai trên của lái xe, bà Lan khẳng định là không có và nói luật sư sẽ trình bày các chứng cứ đó. Vào đây, tôi mới biết con số 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ này, bà Lan nói theo bà Lan, ông Bùi Văn Dũng có chở tiền nhưng không phải theo chỉ đạo của bà và tòa nhà Sherwood là căn hộ cho thuê, chứ không chỉ là nhà riêng. Về cáo buộc, thông đồng cấu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, cấn trừ nợ, để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, bà Lan trả lời không quen biết ai trong công ty thẩm định giá. Thời điểm tôi chưa bị bắt, bất động sản giá cao lắm. Khi tôi bị bắt, bất động sản giảm giá. Bất động sản có lúc này, lúc khác, chứ không phải lúc nào cũng giá như thế. Xin hội đồng xét xử xem lại cho anh em thẩm định giá. Chứ xác định thiệt hại như vậy, người ta lấy tiền đâu bồi thường, bà Lan nói. Thẩm phán nhắc lại, các bị cáo thẩm định giá khai rất rõ là thẩm định theo yêu cầu của SCB, chứ không phải theo giá thị trường. Bà Lan nói, cái đó tôi hiểu ạ. À. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc ba tội danh tham ô tài sản đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cáo trạng xác định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Hành vi trên đã gây hậu quả khiến SCB bị thiệt hại số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan còn chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn để từ đó tham ô chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng.